Ở đằng sau chúng ta. Mau bắn. Hắn tới rồi, mau đổ vũ khí cận chiến. Nhanh, nhanh quá rồi. Sao có thể chứ? Tốc độ này sao có thể nhanh như vậy? Đáng chết, đây là quái vật tinh hồn tướng gì? Áo giáp của vũ phù la dày hơn y viện thức, cộng thêm những người này đều có cảnh giới địa giai. Dùng tu vi hiện nay của mình mà đánh vẫn quá tốn sức. Đã là tinh hồn tướng Lữ Bố sao? Sao có thể chứ? Lữ Bố tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào đội thứ hai dụ dỗ bắt Lữ Bố đã thất bại rồi sao? Những lính đến thời Thái Hòa đã quả nhiên không được có tích sự gì. Trong chiến đấu còn có tâm tư suy nghĩ linh tinh sao? Ăn một kết của ta đi, Kỳ Lân quẩy đuôi. Đáng hận. Mau bắn, đừng đợi hắn lại gần. Không những có thể dùng bạo lực, dùng lực đạo nhỏ nhất đám xuyên giáp của robot kỹ địch, cũng có thể bắt được kỹ sống nhanh như vậy. Cậu ta giống như là cá bơi trong nước trước sự chém giết của tinh hồn tướng. Cả tướng nghi lệnh, chuyển thủ thành công, toàn lực yểm hộ tấn công phân tường. Toàn thở đổi sang hình thái cung yểm hộ tống văn tường. Gây rồi. Cái gì? Hắn từ sau, đằng sau vòng qua đây rồi. Lỗi tâm pháp đó là đạp tinh thất bộ của Hiền Giáp Vệ. Cậu ta vào lúc chiến đấu với Cung Kỳ cũng từng sử dụng lỗi tâm pháp, dùng hồn lực đến lơ lửng của Hiền Giáp Vệ. Nhưng đạp tinh thất bộ, nghe nói là thông pháp đến từ đạp tinh buôn. Ở trong Hiền Giáp Vệ cũng chỉ có số ít tinh anh mới có tư cách nắm giữ. Tuy Hiền Giáp Vệ lập quân đã có 100 năm, nhưng người thực sự đi tới đỉnh phong phải nói tới Hiền Giáp Lục Kiệt vào 20 năm trước. Trong đó, Tống Lãng đứng đầu ở trong huyết giáp. Trong Hiền Giáp Lục Kiệt, thiếu niên thiên gia 18 tuổi, con trai thứ ba của cậu An Hậu Tống Kính Trung. Tống Văn Tường cũng đến từ Tống gia, có lẽ có liên quan tới người này. Đáng tiếc, nam vĩ trong Hiền Giáp Lục Kiệt, nghe nói đều đã không may chết trong cuộc chiến của Đế Lăng vào 16 năm trước. Vị trí tổng soái của Hiền Giáp Vệ bỏ trống tròn 7 năm mới do vị nữ tổng soái hiện nay đảm nhiệm. Tổng soái Địch Lan đương nhiệm của Hiền Giáp Vệ, thân là cường giả thánh giai, một trong 8 tướng thiên đô, lại là một người phụ nữ tuân theo con đường thuần thục, không tham gia bất kỳ phe phái chính trị nào, cách hành xử cũng cực kỳ khiêm tốn. Hiện giáp vợ cũng hoàn toàn trở thành vũ khí chiến đấu chỉ trong trung thành với quốc gia. Mười mấy năm nay cũng chưa từng nghe nói người đó có bất kỳ qua lại với Tống gia. Quá đáng sợ rồi. Tinh hồn tướng của Thiên Đô Quốc đều là quái vật sao? Chiêu cậu ta vừa dùng hình như là lạc nghiệp trảm. Vừa rồi còn cho rằng Hiền Giáp Vệ đã không có qua lại gì hết với Tống gia. Nhưng tại sao cậu ta lại biết được tuyệt kỹ của địch sối? Vậy có lẽ nếu có thể có được sự ủng hộ của Tống gia, Hiền Giáp Vệ nó không chừng cũng có thể vì vậy mà không tiếp tục duy trì sự trung lập được tuyệt đối nữa. Tống Văn Tường này, lực lượng đằng sau lớn hơn mình tưởng tượng. Cao thủ ẩn nấp kia vẫn không hiện thân sao? Trận pháp phòng hộ ở tầng ngồi phân tán chùm tia sáng, sau đó lột thành một ít hồn lực cung cấp cho trận pháp phòng hộ tầng trong hấp thụ. Thật là tuyệt vời, nhóc con. Tống này không biết theo học vị cao nhân nào. Thủ pháp lối suy nghĩ bày trận này dường như đã phá vỡ cực hạn của thời đại này. Có cơ hội, vũ khí sở kích không có tác dụng với bích chướng phòng hộ ngộ đó. Không tốt, điện hả? Từ lão.
Chị em chơi cái lão già này trước. Cái gì? Tay không đỡ đau. Thời đời hiện nay đạo đức mất hút. Đường đường là cường giả địa giai, vậy mà điều khiển tinh hồn tướng công kích người già tay không tất sắc. Tay không đỡ đau. Sao có thể chứ? Vậy mà tay không đỡ được công kích của tinh hồn tướng. Gây rồi. Đó là khí tức của thiên gia đỉnh phong. Không đúng, là nửa bước thánh giai. Từ lão, vậy mà cái thợ tay không chiếm robot. Thật sự không thể tin được. Quá đáng sợ rồi. Trâu bò. Cường giả bán thánh, vậy mà đáng sợ như vậy. Đệt, từ lão này, diễn ngầu quá vậy. Trán thiết giáp nặng nề có vu phù la. Chỉ cần cách bộ phổ kết nối yếu ớt tạo ra hiệu quả tay không chiếm robot. Làm khô trương như vậy là đỡ kích cường giả ẩn nấp trong bóng tối đó ra ngồi sau. Tại sao hắn rõ ràng nên chịu trọng thương mới đúng chứ? Tại sao còn mạnh như vậy? Hơn nữa thực lực dường như mạnh hơn trong trong tình báo mấy phần. Khốn kiếp, đáng chết, người của chúng ta đã bị tổn thất không còn bao nhiêu đó rồi. Không ngờ không những xuất hiện lương bố bên cạnh, mục tiêu còn có cao thủ bán thánh. Hết cách rồi. Cao thủ phe địch quá mạnh, thỉnh cầu thánh sứ đại nhân ra tay giúp đỡ. Thánh sứ, thật là một đám phế vật vô dụng. Mạng là tuần tới sứ của Bình Thiên. Người đeo mặt nạ đầu trâu kia là người của Ma Tông. Cái gì? Người của Ma Tông sao? Không hổ là yêu nữ của Ma Tông. Điềm hung thật sự là dấu hiệu đại hung. Bình Thiên Thánh Tông. Bình Thiên Thánh Tông hay được gọi là Ma Tông, là thế lực tông môn siêu cấp khống chế phần lớn lĩnh vực quân sự chính trị của Di Lung Quốc. Đông Hoàng, dựa theo những gì biết từ kiếp trước, chiến lực đỉnh phong của Đông Đại Lục là hai vị lão tổ thần giai sống 400 năm, Di Lung Quốc và Nghĩa Thị Quốc, mỗi nước có một vị tòa trấn. Di Lung Quốc 400 năm trước, Đông Thiên Đế không rõ tung tích. Di Lân Vương ép buộc con riêng của Tiên Đế trở thành khôi lỗi rồi đứng sau nhiếp chính. Hoàng trưởng nữ Nghĩa, Thủy công chúa là dựa vào ba châu của Đông Bộ xây dựng lên Nghĩa Thị Quốc tự lập Nghĩa Thị Quốc tự lập mình làm nữ đế. Đứa con riêng sau khi trưởng thành liên hợp với Nghĩa Quốc đánh bại Di Lân Vương, thành lập Thiên Đô Quốc, Nghĩa Thị Quốc. Di Lân Vương trước khi chết lại có một cương vị giả thần giai ra tay tương cứu, dưới sự giúp đỡ của cô ta ở biên giới phía Bắc xây dựng lên Di Lương Quốc. Đồng Thiên Đế Quốc từng nhất thống tọa ở Trung Nguyên Đại Lục, từ đó chỉ làm ba Thiên Đô Quốc, Sa Mạc Tử Vong, Nam Hồn. Thiên Đô Quốc tuy không có cường giả thần giai tọa trấn, nhưng dựa vào số lượng thánh gia nhiều hơn hai nước cộng lại, miễn cưỡng duy trì thế cân bằng vi diệu, ba thế lực kìm hãm lẫn nhau. Vị cường giả thần giai đã cứu Di Luân Vương chính là Bình Thiên Lão Tổ, người sáng lập Bình Thiên Thánh Tông. Bình Thiên, nghe nói là một lão quái vật đã sống 400 năm còn chưa chết. Nhưng không đúng, Bình Thiên Thánh Tông giống phi ổn định của Thiên Đô Quốc, luôn không ủng hộ Di Luân Quốc mở rộng vũ lực với bên ngoài. Kiếp trước khi thành Thiên Đô quyết chiến cũng không nhìn thấy vị lão tổ thần giai đó ra tay. Lý nào phía Di Lung Quốc còn có thay đổi gì mà mình không biết sao? Này, người không có mặt mũi gặp người khác ở trên tầng, đừng ở chỗ cao dở lộ hàng đi. Cô có muốn xuống đây rồi nói không?
Tìm chết à? Lấy đám vô dụng các người ra thử cổ robot mới này của tôi. Tinh hồn, cấu thần. Biến mất. Gây rồi. Mẫu hình thử nghiệm y trĩ tà. Một mẫu robot của Bình Thiên Thánh Tông Di Lương Quốc nhằm vào y viễn thức mà chở ra số lượng lớn tinh hồn tướng. Y trĩ tà đời thứ hai robot này là mẫu đặc biệt được Bình Thiên Thánh Tông sử dụng. Giải quyết một người, vậy mà ngay cả Lô thống lĩnh cũng không đỡ được một kích của cô ta. Người này không phải thiên gia bình thường. Y trĩ tà, cổ robot đời thứ theo của Di Lung Quốc, sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Quay đầu. Từ lão. Đi chết đi. Yêu nữ này vậy mà dưới sự giá trị của robot có thể đánh ngang cơ với bán thánh. Không đúng, hình như cũng mạnh hơn từ lão một bậc. Tiểu Mai, đi cứu Lô thống lĩnh trước. Vâng. Gây rồi. Từ lão, ở đây giao cho ngài. Chiến đấu cấp bậc như các ngài tôi cũng không giúp được. Tôi đưa bọn họ đi tìm nơi an toàn tiếp tục quan sát. Bớt phí lời đi. Lộ đồ cũ cũ kỹ mấy trăm năm trước này cũng dám ngăn chặn bản thánh sứ. Ở cô, cẩn thận. Người đâu? Từ lão vậy mà bị yêu nữ đó áp chế rồi. Tuy là tu vi của từ lão cao hơn người phụ nữ đó, nhưng lại thua mặt tính năng robot của tinh hồn tướng. Có điều từ lão còn có tuyệt chiêu chưa sử dụng. Đi chết đi. Gây rồi. Mau nhìn từ lão sắp chơi lớn rồi. Chiêu này cô chắc không tránh được rồi chứ. Yêu nữ, ăn một kiếm này của lão phu. Ý lực của chiêu này quá nhiên kinh người, nhưng nếu đánh không trúng thì không có ý nghĩa gì cả. Gây, gây rồi. Từ bán thánh vậy mà đánh hụt rồi. Không, không đâu. Từ lão đường đường là bán thánh, sẽ không xuất hiện lỗi thao tác cấp thấp như này đâu nhỉ. Yên tâm đi, chiêu này của từ lão không đơn giản như vậy. Chiêu này vốn lão phu đặc biệt chuẩn bị cho tinh hồn tướng thánh giai nào đó. Một thức này lão phu đặc biệt gọi nó là cái gì? Không tránh được vậy mà còn đang bám đuổi mình. Đây là thông chỉ thần hỏa qua. Ôi trời, trâu bò. Cái gì? Người phụ nữ hung ác đó vậy mà vẫn chưa chết. Một kích hủy thiên diệt địa đó của lão tử, của từ lão, vậy mà bị cô ta chịu được rồi. Quả nhiên y trĩ tà là robot
thế hệ tiếp theo của Di Lung Quốc. Không những tính cơ động vượt xa y viễn thức là và Vua Phù La, độ chịu đựng của áo giáp vậy mà cũng hơn Vua Phù La trông như có lớp vỏ dày địch. Không hổ là nửa bước thánh giai, sử dụng lỗi robot cái rách nát này còn có thể phát huy được một chiêu mạnh như vậy. Được thôi, vốn thật sự không muốn dùng đến cái này. Khởi động hình thái thiên ma giải thể. Robot ý chí tà bản mẫu kiểu dáng của Bình Thiên Thánh Tông robot thấp tải hình thái thiên ma giải thể. Sao có thể? Cổ khí thế này hoàn toàn vượt qua khí tức vừa rồi của Từ Lão. Đây đây đây, vậy mà còn đáng sợ hơn bán thánh. Tôi ở dưới hình thái thiên ma giải thể đã gần đạt tới thánh giai hơn bán thánh rồi, có thể gọi là chuẩn chuẩn thánh. Hình thái thiên ma giải thể thông qua nghịch chuyển hồn thực cơ thể trong thời gian ngắn cưỡng chế nâng cao năng lực đáng sợ lên một tầng chiến lực. Bình Thiên Tông vậy mà cài đặt hệ thống này trên robot mẫu. Cái tốc độ vậy mà tăng đến lỗi trình độ này. Không được, mình phải nghĩ cách phản kích. Cho dù tốc độ của cô có nhanh hơn nữa, chỉ cần tôi bị bắt được, ngu si. Đi chết cho tôi. Rác rưởi. Lô cảm giác mạnh mẽ này thật sự khiến người ta say mê. Tôi có bây giờ được có nói giết bán thánh như giết gà giết chó. Cho dù đó mà với thánh giai thật sự cũng không phải không thể đánh một trận. Đang dương xấu sâu siêu cảnh đan dưới địa giai sử dụng có thể trong thời gian ngắn gia tăng chiến lực lên một đại cảnh giới là một trong những chiêu bài cuối cùng mà mình chuẩn bị cho bản thân. Với cảnh giới nửa bước thánh giai của Từ Lão, hiệu quả của thuốc chấn chấn sẽ giảm mạnh trong thời gian ngắn, tăng một cách một tiểu cảnh giới chắc vẫn dư sức. Vừa rồi vì đã phòng trừ cho Từ Lão một viên siêu cảnh đan trước, vừa hay có thể thử xem thử siêu cảnh đòn có hiệu quả đối với loại nửa bước thánh giai bị kẹt ở bình cảnh như Từ Lão không. E rằng sẽ không sai rồi, đây chính là siêu cảnh đan. 20 năm trước, mình từng nhìn thấy đan dược xấu xa trong truyền thuyết ở trên Tế Văn. Không ngờ tới nhóc này, vậy mà lại nở cho mình bảo vật như vậy. Lần này ân tình nở tên nhóc này lớn rồi. Thôi vậy, bây giờ đó mình cảm ngộ một chút xem sao. Đây là nội tâm của mình sao? Thế giới tinh thần của mình. Cái bóng ngược này là bản thân mình sao? Không, không đúng. Đây là ở sâu ở trong nội tâm của mình. Đối với con đường nhập thánh, chấp niệm sâu nhất đó. Đó là vào 30 năm trước, ở dưới bức tường cao trăm trượng của Tuyền Thành Nghĩa Thị Quốc. Tôi thua thảm bại. Từ Hạc Minh, 333 tuổi, thiên giai trung kỳ. Anh cả Hạc Minh. Anh không sao chứ?
Trúc Khôn 34 tuổi thiên giai sơ kỳ, Cú Anh 30 tuổi thiên giai sơ kỳ. Cú Anh, Trúc Khôn, hai người sao lại đến đây? Anh cả, khi năm châu tam kiếm chúng ta kết bái đã từng thừa rằng không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng ngày cùng tháng, cùng tháng cùng ngày. Hai người, cảm ơn nha. Anh hai, chúng ta lên. Tinh hồn cấu thành, mau dừng tay. Tinh hồn tướng văn trọng không phải là kẻ địch hai người có thể đối đầu. Hỗn lão, tinh hồn tướng văn trọng là hồn diệu âm, một trong bốn đại thánh giai trấn quốc của Nghĩa Thị Quốc. Lực lượng thánh giai vậy mà đáng sợ như vậy sao? Chênh lệch giữa thiên gia và thánh giai vậy mà lớn như vậy. Đáng hận, người phụ nữ đáng chết này. Tự Hạc Minh, bây giờ cậu biết rồi chứ? Cho dù cậu là thế hệ nhân kiệt 30 tuổi bước vào thiên gia gì thì như thế nào chứ? Hồn Diệu Âm, một trong tứ thánh trấn thánh của Nghĩa Thị Quốc, giữa thánh giai đều là con kiến. Phạm gia như các người ở trong mắt tôi, búng một cái thì có thể giết các vạn lần. Đừng mà cô, đừng giết bọn họ. Cháu bằng lòng theo cô vào Tiến Thành, cháu sẽ không nghĩ việc chạy trốn nữa. Chỉ cần cô tha cho anh Minh. Tổ Nghệ, anh Minh, Tổ Nghệ, Hồn Tổ Nghệ, cháu là người của hồn gia chúng ta, cùng sở hữu có thể ký chủ tiên thiên trăm năm hiểm cổ. Tương lai đã định sẵn sẽ bước vào thánh giai, là trọng khí trong quốc của Nghĩa Thị Quốc và đảm và bảo đảm cho hồn gia chúng ta trăm năm hưng thịnh. Hướng chi tuổi thọ của cái chủ tiên thiên dài đằng đẵng 8 đến 10 năm sau, những con kiến phàm gia dưới đất này hóa thành cát bụi. Khả năng cháu vẫn duy trì dung mạo không già. Cô, cháu cầu xin cô, đừng có giết anh ấy. Từ Hạc Minh, cậu cả gan dám dụ dỗ con gái của hồn gia chúng ta bỏ đi, tội đáng phải chết. Nhưng Tố Nghê cầu xin cho cậu, nó tôi giết cậu ở đây y là nó sẽ lưu lại tâm ma chấp niệm. Nhưng hai con kiến còn lại lại khác, bản thân giơ tay thì có thể tiêu diệt. Không bằng làm một giao dịch đi, nếu cậu tự nguyện rồi đi, quyết vào thiên đô quốc của cậu và thờ mãi mãi sẽ không bước vào Nghĩa Thị Quốc của chúng ta nữa. Bản thân sẽ tha cho ba cái mạng thấp hèn của các người, như thế nào? Anh Minh, đừng mà. Anh cả, anh đây là Từ Hạc Minh tôi. Thơ tới đây, 30 năm cũng được, 50 năm cũng được, tôi nhất định sẽ tìm ra đường nhập thánh của Phạm Giai. Trước khi nhập thánh giai, một bước vào Nghĩa Thị một bước. Đợi ngày tôi nhập thánh chính là lúc bước vào thánh nghị, bước vào Nghĩa Thị cầu thông. Đến lúc đó sẽ dạy dỗ các hạ. Tổ Nghệ, sẽ có một ngày anh sẽ đạp tan bức tường cao trăm trượng này, dẫn em rời khỏi cái lồng giam của hồn gia. Được, em đợi anh. Sao có thể chứ? Cảm giác địa nén này, đây là khí tức của thánh giai. Lão già này vừa rồi đã ăn cái gì? Cổ y áp này lấy nào từ lão đột phá đến thánh giai rồi? Cổ cảm giác y áp mãnh liệt đã vượt qua cấp bậc sinh mệnh này, là khí tức của thánh giai sẽ không sai. Lấy nào là viên đan dược mà vừa rồi đàn em Tống đưa cho em? Đàn em Tống đưa cho sao? Thánh giai sao? Quả nhiên, tuy chắc không duy trì được bao lâu, nhưng đấu siêu cảnh đang có thực khiến từ lão tạm thời đột phá thánh giai. Vậy thì chứng tỏ không phải cái chỗ không thể nhập thánh mà Đông Đại Lục luôn vững tin trong thời đại này thật ra là cái thứ bị ngoại lực phá vỡ. Sự khác biệt của thánh giai sẽ trở thành không trở thành vạch ranh giới hạn của tinh hồn xưa nữa. Chỉ dựa vào vài phút trải nghiệm ngắn ngủi
mà một viên siêu cảnh đan mang lại, từ lão chắc vẫn không thể nắm được ngưỡng cửa đột phá thánh giới. Để về sau tìm một cơ hội, có truyền thụ cho mấy công pháp siêu phàm thật sự thử xem. Mình ở trung tâm đại lục và nam đại lục thu thập không ít thứ như này, tóm lại sẽ có cái thích hợp với ông ấy. Đây chính là lực lượng của thánh giai sao? Giờ phút này mình mới hiểu người phụ nữ đó tại sao lại nói dưới thánh giai đều là con kiến. Xin lỗi anh bạn, có lực lượng này thật sự sẽ vượt qua cực hạn mà mày có thể chịu đựng. Đáng hận, cử động, mau cử động, cảm giác đè nén đáng chết này. Anh chỉ cần có thể nhân lúc này cắt ngang ông ta, nhưng tại sao mình không nhúc nhích được? Tinh hồn, cấu thành. Sức mạnh của thánh giới, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách bà ta có thể cao cao tại thượng như vậy, coi thường chúng sinh. Thì ra bà ta lúc đó là nhìn chúng ta như vậy. Không, đừng qua đi. Đáng chết. Chế độ thiên ma giải thể tăng công suất tới mức lớn nhất cho ta. Chém cụ, tôi đã không còn dùng kiếm. Khôn đã, từ lão, giữ lại người sống. Đến cực hạn rồi sao? Một kích vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ lực lượng mà siêu cảnh đang kích phát ra rồi sao? Khốn kiếp, thánh gia cũng thua rồi sao? Tác chiến thất bại, tác chiến thất bại. Bây giờ thông báo cho các robot phi tan lập tức chia ra rút lui. Sau khi rời khỏi chiến trường thì ẩn nấp đợi lệnh. Mau chuồn. Muốn chạy đi đâu? Dưới sự chỉ huy của cơ võ viện, quân đội thiên đô do thành vỡ quân dẫn dắt đã hoàn toàn phá được bao vây ở đây. Cuộc chiến này thiên đô quân đại thắng. Nữ hồ ly này, thời gian ra sân dự tính khá là tốt đó. Đội tớ mà phủ thành chủ phải tới đâu? Mau đến đây hỗ trợ người bị thương. Thành vỡ quân bên này phải mấy người xử lý sạch sẽ, không cho tù binh chủ ý thu thập chứng cứ. Thuộc hạ Cố Thi Tịnh tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Viện trưởng Cố không cần đa lễ, mời đứng dậy. Điện hạ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thuộc hạ chưa thể kịp thời đến cứu viện, mong điện hạ tha tội. Không sao, may mà trận đại chiến này chỉ sửng sốt chứ không nguy hiểm. Hơn nữa, vị cường giả mà viện trưởng phải đến không những có chiến lực cá nhân siêu quần, thủ đoạn ứng biến tầng lớp lớp, còn mang tới cho ta một sự bất ngờ ngoài ý muốn. Người này là cháu của cậu An Hầu Tống Kính Trung, chủ nhân của tả từ cậu ta. Những điều này ta đã biết, nhưng năng lượng đằng sau cậu ta chẳng không chỉ là một tống gia đơn giản như vậy. Ý của điện hạ là lẽ nào điện hạ cũng đang nghi ngờ có liên quan đến nền văn minh siêu cổ đại? Ta nghi ngờ đằng sau người này sợ rằng rất có thể là có một vị đại năng đang đạo hoặc trọng pháp. Được rồi, là mình đánh giá cao điện hạ. Từ lão vẫn ổn chứ? Tôi không sao, vẫn ổn. Tác dụng phụ của siêu cảnh đan sẽ gây suy yếu trong khoảng một tiếng,
nghỉ ngơi một chút là được, yên tâm. Đáng tiếc, siêu cảnh đan quý giá như vậy, nếu dùng trong trạng thái tốt hơn, nói không chừng tôi có thể đảm ngộ được một chút cơ hội đột phá bình cảnh. Hay là vừa sau, tôi cho ngài thêm một viên, ngài tìm một nơi bế quan từ từ cảm ngộ. Cậu nói cái gì? Cậu là nói, đan dược 6 sao trong quý này cậu vậy mà có 2 viên? Chắc vậy. Trần quý cái si đi. Ông đây bây giờ thuận tay thì có thể cho ông một lò. Nhóc con, cái loại bảo vật hiếm có như này, ân tình này cơ lão phu làm sao trả được đi. Này hai anh, đến bắt nữ tật trên đó kìa, giao cho viện trưởng cố của cơ võ viện. Hả? Được. Đợi đợi, người đó hình như mặc đồng phục của cơ võ viện mà nhỉ? Tại sao cậu ta dám ra lời cho chúng ta? Mặc cỡ đi, dù sao là giúp viện trưởng cố làm việc. Nữ tật này, ây da, đù mẹ yêu nữ này, quả hung tàn rồi đó, thật sự vô cùng hung ác. Vịnh Thiên Thánh Tông sao? Không biết có thể từ trong nguyện của người phụ nữ này tra hỏi được tin tức có giá trị gì không? Này nhóc cô, thật ra cậu căn bản không phải là chủ nhân của tá từ rắm chó gì đó nhỉ? Này có ý gì? Lão phu đi khắp thiên hạ, hồng trần lịch luyện mấy chục năm, lớn biết cũng đã đến mấy bí cảnh, coi như là có chút kiến thức. Yên tâm đi, tôi đã giúp cậu xử lý sạch mọi dấu vết ở trong cơ võ viện và ở trong thành rồi. Cậu yên tâm mà diễn tiếp vai chủ nhân của tá tự là được. Chuyện này coi như là có thể trả cậu một nửa ân tình rồi nhỉ? Ngài đang nói cái gì vậy? Ông lão này xem ra cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Được rồi, cậu chắc ở bí cảnh nào đó có được cơ duyên gì đó. Yên tâm, lão phu không có hứng thú với bí mật của cậu, cũng không muốn biết. Từ lão, bạn học tốn. Cô không phải là cái đuôi của cố nhà đầu hay sao? Bộ họ đâu? Là như này, vừa rồi người của chúng tôi báo cáo, vị trí mà ngài cung cấp ở khu Đông Thành đã tìm được thiết bị tạo khí nứt mà người Di Lân đã lợi. Thiết bị tạo khí nứt, quả nhiên Di Lân quốc vậy mà dùng loại thuốc độc này vào quân sự. Nhị Hồng Tổ Điện Hạ và viện trưởng đã đến đó tiếp nhận thiết bị rồi, hai vị muốn qua đó không? Hiện nay con đường bị phá hủy nghiêm trọng, giao thông không tiện. Hai vị nếu muốn tới đó, tôi sẽ sắp xếp tàu phù không của cơ võ viện. Không cần, không cần, thông với thứ đó, tôi bây giờ rất mệt, tôi muốn vào phòng trực ban canh cửa, ngủ một giấc. Nhóc con, cậu thì sao? Tôi cũng phải rất vào nghỉ ngơi rồi, cảm thấy trong nửa ngày hôm nay cứ đánh qua đánh lại miết, mệt quá. Tiệt cách lúc mình đột phá hồn gia đỉnh phong mới chỉ qua nửa ngày, nhưng cảm thấy dài dòng giống như trải qua nửa năm vậy. Được, bây giờ sắp xếp tàu phù không đưa hai vị trở về cơ võ viện. Đúng rồi, bạn học tống, viện đó đặc biệt dặn dò bảo tôi chuyển lời tới cậu mấy ngày này đừng có chạy lung tung. Viện trưởng chuẩn bị ở trong bữa tiệc mừng công khai thân phận chủ nhân của tá tự của cậu. Người tử thương trong cuộc chiến này thì không ít, nhưng tốt xấu gì cũng tính là trọng thắng. Quả thật còn tổ chức một bữa tiệc mừng công nâng cao sĩ khí. Được rồi, tôi biết rồi. Sao thế? Cậu quên cái gì sao? Hình như quên cái gì đó. Bỏ đi, mở cờ đi. Đàn em tống đâu? Chắc không phải bỏ lại mình đi rồi chứ? Này, ai đó ơi, cầm bông băng chưa? Tới đây, tới đây. Mình tại sao lại lôi tới giúp đội y tế làm việc chứ? Chấp 58.